Mê lực của người phụ nữ khiến đàn ông nghiêng ngả trong lịch sử. Trong sử sách có một người đàn bà sắc nước hương trời, không từ bất kỳ thủ đoạn nào để chiếm đoạt quyền lực về tay. Đó chính là Tống Thị, dòng họ Tống Phước ở Thanh Hóa, vợ của vương tử Nguyễn Phúc Kỳ. Chồng bà qua đời sớm, em trai Nguyễn Phúc Lan được tôn lên ngôi chúa. Không cam tâm với số phận, Tống Thị dùng nhan sắc khiến Phúc Lan mê mẩn, rơi vào mối tình chị dâu em chồng. Nhờ đó Tống Thị nhận hối lộ và nhanh chóng trở nên giàu có. Các quan lại và nhân dân rất căm phẫn, quyết chí trừ bà. Trong đó có quan trưởng cơ Nguyễn Phúc Trung, em ruột Phúc Lan. Nhưng nào ngờ, Trung lại rơi vào lưới tình với Tống Thị, bước vào quan hệ chị dâu em chồng thứ hai. Tống Thị xúi dục tình nhân tạo phản nhưng bị bại lộ, thất Trung bị tống giam, còn Tống Thị bị xử tử, gia sản bị tịch thu. Đến giờ người ta vẫn thắc mắc nhan sắc của bà diễm lệ như thế nào mà lại có sức hút đến mức khiến những người đàn ông bất chấp luân thường đạo lý gây náo loạn cung đình. Cũng có lời đồn bà đã dùng bùa ngải trong chuỗi vòng ngọc thơm ngát khiến đàn ông không thể cưỡng lại.